第286天 Ngày 286 Hai bạn đều là người Trung Quốc phải không? 你们俩都是中国人吧? Trong đó từ lẻ dùng với người tương đương với lẻng cửa. 你 Mân Lẻ Tâu Sử Trung Của Rỉnh Bà 你们俩都是中国人吧? 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa cái gì cả. 不用刻意去复习生词和课文什么的。Đi giày cao gót thật mỏi chân. 穿高跟鞋真累脚。Không rõ lắm. 不太清楚。 Thảm quá à. Khó chán à. Đi thang máy lên trên. Dùa điện thi sang chữ. Tuyệt đối. Chế tuổi. Để đâu? Phẳng nả. Tận mắt nhìn thấy. Chi nhìn khan diện. Đầu tiên. Sầu xiên. Nhìn dáng vẻ, trông có vẻ. Khai nhạng dự. Sẽ chịu thoải mái. Su phủ. Lên người. Sẵn sân. Liệu có trông béo hay không? 会不会显胖? Vừa lựa chọn. Căng theo. Chuyên tâm lựa chọn. Chuyên xin theo. Tổng cộng là 1.700.000, nguyên văn là tổng cộng là 170 vạn. Ý cùng sử 170 vạn. Mình trả lại bạn 300.000, dùng trong trường hợp lịch sự. 我找您30万. Đánh giá tốt, bình luận tốt. Khảo phính. Hai bạn. 你们俩. 你们两个.